Thì bây giờ mình sẽ chấm với cái muối ớt siêu cay này nha. Đây. Đây này. Mời các bạn nha. Trời ơi, nó chua. Đây nha các bạn. Mời các bạn nha. Hai anh em thì năm hết Tết đến rồi á, thì shop gà Nguyễn FF.com của mình có cập nhật những vòng quay chúc mừng năm mới với tỷ lệ trúng cực cao luôn. Nếu anh em muốn có thật nhiều kim cương để mà chơi sự kiện nè, quay súng nè, hoặc là anh em muốn mua game FIFA gì đó thì anh em hãy đến ngay với shop gà Nguyễn FF.com của mình nha. Link shop á mình sẽ để ở phần mô tả và ghi dưới bình luận nha anh em. Hello mọi người, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là gà Nguyễn đây. Đầu tiên á thì mình xin chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng luôn nha. Thì ngày hôm nay á mình sẽ ra đồng để mà mình sinh tồn nha các bạn. Nói chung là mình kiếm cái gì trái cây gì đó mình ăn, gặp gì là mình ăn cái đó cho các bạn xem nha. Đây nè, mình mới đâm một chén muối ớt siêu cay đây nè. Đó. Thì mình sẽ đi vòng vòng cái bờ kinh ngoài đây nè anh em. Thì nó sẽ có trái này, trái kia, trái chanh, trái me, trái ổi gì đó thì mình sẽ ăn rồi mình quay cho các bạn xem chơi nha. Đây nè. Đó rồi thì bây giờ mình sẽ đi nha các bạn. Đi thôi. Thì ở ngoài đây đó là nói chung là mình cũng không biết vườn của ai luôn các bạn. Đó là trên ruộng người ta trồng vậy thôi chứ người ta cũng ít lên đây cho nên mình cũng không biết luôn. Thì lâu lâu mình mới về quê lần cho nên là mình cũng không biết vườn của ai luôn. Mình sẽ ra đây nói chung mà có trái gì đó mình sẽ ăn đại thôi. Chứ cũng không biết vườn của ai nữa. Nhưng mà nhà bà kinh này thì cũng không phải là vườn anh em. Nhà bà kinh này là kiểu như cây nó mọc quang thôi chứ không phải là vườn đâu. Đó thì bây giờ mình sẽ đi dài mình kiếm nha. Thì ngày hôm nay mình đi là có ba chú cháu mình nha mấy bạn. Đây là một thằng cháu mình là thằng Thọ này. Đây là thằng Quỳnh. Nó quay video quá biết rồi đúng không? Đó, thì bây giờ mình thấy một cái vườn chanh này nè mấy bạn. Đó. Vườn chanh này không biết có ai nữa ăn người ta xem ta chửi chết luôn á. Đây. Có một vườn chanh này mình sẽ bẻ một trái chanh rồi mình cắt ra mình ăn ở trong nha mấy bạn. Đây ăn lén mình đây là con cháy nó rất là sạch sẽ, nó xịn sò sẽ bẻ chỗ này nha. Chanh này chắc ăn trái một là thấy bà rồi. Cái này đi rửa thì có nước sẵn luôn mấy bạn. Nước rất là sạch. Nước luôn đó mình sẽ rửa rồi mình chấm muối ớt siêu cay nha. Đó cái ăn nó sao nó chắc chua lắm thấy bà luôn á, chua thấp đây nè. Để mình giờ mình chẻ nó ra nha các bạn. Bẻ ba trái gì trái là ba chú gái ăn thấy bà rồi đó. Trái mình nó đang gọt ra này đấy, chấm muối Tây Ninh đủ sướng à. Nó có hai loại muối luôn nè, thằng Thọ nó cầm cái muối Tây Ninh còn mình cầm chén muối siêu cay này nè, đó. Cắt ngon ăn. Xẻ Quỳnh, xẻ giùm chú Quỳnh. Miếng này sao ăn? Đây nè, cháu mình nó xẻ cho mình miếng ăn thử nha mấy bạn. Cái này cái vỏ không biết là cái xịt thuốc không ta? Không. Đây, này đã miếng mỏng mỏng thôi. Trời ơi. Xẻ miếng đó là ăn chết luôn á. Miếng mỏng mỏng thôi. Giờ này ra đồng là có cái gì là ăn cái đó. Dài dài cái bờ kinh hôm bữa mình thấy me thấy đầu nhóc luôn các bạn. Bây giờ thì gặp chanh trước nè. Mình sẽ ăn chanh trước. Chanh này chắc người ta trồng nhưng mà ăn một trái hai trái cũng không sao đâu các bạn ơi. Tại vì ở quê nhiều lắm không sao đâu. Cũng nói chung cũng người quen không mà tại mình đi lâu lâu rồi nó về lần mình cũng không biết là vườn của ai á. Này này mình sẽ thử một miếng nha. Đây mời các bạn nha, chấm với cái muối thần thánh của mình đâm nãy nè. Muối siêu cay nè. Đó. Chua xé lưỡi luôn quá. Đây nè các bạn, mời các bạn nha. Từ từ để mình lấy nét đó cái. Đó. Để chấm mùi nhiều muối chứ các bạn, từ từ. Đây nè, ăn thử nha các bạn. Khỏe rồi, nó chua. Mà cái vỏ nó the the ăn cũng ngon ha. Đây nha mọi người. Đó thì bây giờ mình sẽ chấm với cái muối ớt siêu cay này nha. Đây. Đây nè. Mời các bạn nha. Trời ơi nó chua. Chua đáy khối luôn các bạn ơi. Chua thì bà chạy luôn á. Chắc mình sẽ ăn chơi miếng miếng hai miếng thôi chứ mình không ăn hết được nha các bạn. Tại vì nó chua quá trời luôn á. Với lại là chút xíu nữa mình sẽ đi dài cái bờ sông này nè, mình sẽ quay có cái cây gì đó mình sẽ ăn cho các bạn xem nữa chứ ăn chanh này hồi không ăn được nhiều nữa. Hồi nó hay găng á. Rồi ok thì bây giờ mình tiếp tục đi kiếm đồ ăn nữa nha.
thì mấy chú giáo mình lại tới đây thì gặp có một cây bần đây nè mấy bạn. Đó, cái này cây bần nó qua bên này đấy. Thì cái này cây bần nhưng mà nó không có trái các bạn ơi, nó mới có bông à, nó mới vừa ra bông thôi, nó chưa có trái cho nên là không ăn được, chứ cái này ăn cũng ngon lắm, này cũng chua cũng đã lắm á, nhưng mà nó mới ra bông thôi à. Đây nè bông nó nè các bạn, đây nè đó, nó mới ra bông có bị lớn thôi cho nên là chưa có ăn được, nó chưa có chua, nó phải lớn có cái trái nó mới chua, nó ăn nó mới sướng được. Thôi bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Đây là dọc dọc cái bờ sông này nè đó. Thì mình sẽ đi dài dài cái bờ sông này nè, có cái cây có trái gì đó mình sẽ ăn nha. Đây nè, thì đây thì trái mình nó đang bẻ ổi các bạn đó. Cái ổi này hôm qua mình thấy rồi nè đó, nhưng mà kiếm cái trái nào sống sống á, còn chua chua bẻ chấm chơi thì nó không có trái rồi, trên đầu có trái chín nhóc hết trơn luôn các bạn, nhưng mà nó kiểu như nó chín nó già quá, nó rụng muốn rụng hết rồi. Còn mấy trái mà già già, kiếm mấy trái già già bẻ xuống ăn. Đợi xíu con trái mình nó bẻ rồi mình quay cho các bạn xem nha. Đây nè, đây đây, đưa chú Út nè. Đây các bạn, đó. Ổi này nè, nó thấy gì chứ nó già đó, thấy nó nhỏ gì chứ nó già lắm rồi đó các bạn. Đó. Chứ tại vì cái ổi này ổi mọc hoang á cho nên nó không có trái to đâu, nó trái vừa vừa rồi nó chín nó già hết rồi nè. Ổi này mà chấm muối ớt ăn thì bá cháy bùi chét luôn. Đó, hàng cháu mình nó lên nó bẻ rồi. Tại vì mình quay phim với anh em cho nên là mình không có bẻ được. Quỳnh lên đây quay đi, Quỳnh để chú Út bẻ đây Quỳnh. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ qua đây mình bẻ nha. Kiếm cái chỗ nào ngon ngon bẻ. Đây nè mọi người, có hai ba trái ổi nè. Ổi này thì nó kiểu như nó tự nhiên á cho nên mình ăn nó sẽ ngon hơn là cái ổi mình trồng ha. Ổi tự nhiên ăn nó ngon lắm. Đó thì bây giờ mình bẻ được mấy trái ở đây nè. Đây nè, bẻ được 5 6 trái ở đây nè, đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha, cho nó có ngon hay không nha. Ok đây nha mọi người, đây là trái ổi mình mới bẻ trên cây nha mọi người. Trắng muối ớt siêu cay đây. Đó, mình sẽ chấm cho nó lên đây miếng nha. Đây nè, đó mà mọi người nha. Cứng. Nó không có chua nhưng mà nó hơi chát chát, kiểu nó chưa chín mấy mọi người, chưa già, nhưng mà ăn cũng được, ăn với muối ớt này chua nó ngon lắm, nó cay, cay cay nó ngon lắm. Đây nè, nó đây nè, ăn cái này nữa mình đi kiếm cái gì nữa khác mình quay nha các bạn. Đây nè, đó mời các bạn nha. Nó ngon lắm các bạn, ở mình mua ngoài chợ giờ nó không ngon như mấy ổi này đâu, nó mọc quăng mà ăn nó ngon lắm. Hay là kiểu mình ra đồng á, nó không khí nó mát mẻ rồi mình ăn nó ngon, không chừng không biết luôn. Ăn thấy nó ngon hơn người ổi mình mua ngoài chợ lắm. Quỳnh ăn thử Quỳnh. Ngon thử rồi. Ngon các bạn ơi, vừa ngọt vừa có gì chua với gì mặn nữa, vị cay nữa, à, ngon luôn. Rồi thì bây giờ chắc có lẽ là chú cháu mình sẽ đi tiếp nha các bạn, đi dài dài trên kia nữa. Mình ngon, mình thấy có cây me nữa, cây me khúc trên bị mỹ đằng xa xa đằng kia, đằng tút đằng kia đó. Thì bây giờ mình sẽ đi dài dài đẳng để mình kiếm cái me đó, mình bẻ cái me mình ăn nha. Đây mọi người, thì mấy thằng cháu mình nó rủ mình ăn củ hủ chuối gì nè mọi người. Đó. Chuối này hả? Rồi làm sao? Tốn nó lên hả? Lấy cái đọt ở trong đó mọi người, rồi mình lọc ở trong ra, mình chấm với muối ớt nha. Ăn cái này mà người ta thấy chắc người ta chửi chết luôn á. Mà cái này kiểu mấy cái chuối này nó tự đẻ ra cho nên cũng không sao đâu các bạn. Không phải người ta trồng cho nó tự đẻ ra.
Đây là mọi người, thì bây giờ thằng cháu mình nó sẽ gọt cái này ra nha. Lấy cái phần ở trong, cái lỗi ở trong cùng của nó, ở trong á, nó non non ở trong anh em, thì chấm muối ớt nó hơi chát chát ăn đã lắm. Lột vô tới trong khu trong cùng luôn á, ở trong nó non ở trong á, chấm muối ớt mình ăn. Thì cái này thật sự là mình cũng chưa ăn bao giờ luôn các bạn. Đây là lần đầu tiên mình ăn luôn á. Để mình đi ra đây rồi nó thấy, nó kêu mình ăn thử coi nó ngon không á. Mình cũng chưa biết là nó ngon hay không nữa. Cái lỗi trong cùng nữa đó. Đây nè các bạn. Nó cái lỗi mì ở trong luôn á. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái này mình chấm với muối ớt siêu cay mình ăn thử nha. Đây nè. Đây nha các bạn. Nó, ăn thử coi nó có ngon hay không mình sẽ nói cho các bạn biết nha. Nó giòn giòn, nó kiểu như nó hơi chát chát các bạn. Hơi chát chát, hơi hơi thôi chứ không phải hơi chát lắm. Nhưng cũng được. Đây nè, mời các bạn nha. Nó giòn, nó chát, rồi nó cay, rồi nó đắng gì tùm lum hết trơn á, đủ gì chát luôn á. Nói chung cái này ăn cũng được thôi chứ không ngon các bạn. Giờ mình sẽ đi tiếp nha. Đi dài dài đây thì cũng có chuối rồi nhóc cho các bạn, có trái chuối á, đây nè. Trái chuối đây nè, đó. Thì mấy cái trái chuối này á thì mình cũng ăn hoài cho nó chát chát á, cho nên mình cũng không thích lắm các bạn ạ. Kiếm cái gì đó mình ăn quen quen á. Đây nè, dừa rồi nhóc, chưa nè, trồng dừa đây nè. Đây nè mọi người ơi, đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nè. Thì hôm qua mình đi bắt chuột á, mình gặp cái me này nè, cho nên hôm nay mình quyết định là mình mới quay cái clip này để mình ra đây mình kiếm cái gì đó mình ăn, rồi mình gặp cái me này nè anh em. Đó. Hôm qua mình gặp cái me này rồi nè. Hôm nay mình quyết định là mình ra đây mình quay cho các bạn xem. Thì cháu mình nó đang trèo trên cây, các bạn thấy chưa? Nó trèo mỹ chảnh, nó bẻ me xuống đó, rồi mình sẽ ăn nha. Tại vì vòng vòng thấp thấp dưới đây nè thì người ta bẻ hết trơn rồi, thấp thấp đây người ta bẻ hết rồi. Chỉ còn mấy trái trên tuốt trên ngọn chảnh thôi. Nó sẽ leo chảnh nó bẻ xuống. Quá ngon rồi. Bẻ xuống đây đi ông ơi. Đó, nó sẽ bẻ xuống đây rồi mình chấm ớt siêu cay mình ăn nha bạn. Giờ này mình quay sợ các bạn không thấy, tại vì nó ở xa mấy trái me nó tụt ở trên. Kể kể cho các bạn xem nha, gió quá luôn. Đây này đó. Me nó chỉ có ở trên kia thôi, tại vì trên kia người ta khó bẻ. Đó, này là hôm bữa mình bắt chuột ở đây nè các bạn. Chuột ngoài đây nè, đó. Hôm bữa mình có quay cho các bạn xem rồi đó, bắt chuột dài dài cái khu vực ngoài đó đó. Thì mình bắt đầu mình mới về đây nè, mình mới đi vô bờ này, mình đi về nè. Vô đây mình thấy cái me này, cho nên hôm nay mình ra mình quay cho các bạn xem. Thì đây gió lớn mới chắc có lẽ là tiếng mình hơi nhỏ, bạn thông cảm nha. Đây nha mọi người, thì bây giờ mấy cháu mình đó, nó đã bẻ xuống me xuống ở đây nè. Đây nè, nhóc chân này, đó. Mình sẽ chấm cái chén muối ớt siêu cay này nha. Đó, mình sẽ lấy một trái cho mình chấm cho các bạn xem nha. Đây nè. Muối ớt siêu cay đây, lấy miếng ớt luôn các bạn. Đây nha các bạn, mời các bạn nha. Trời ơi trời, nó chua à, phải công chuyện luôn, chua nó cay nó mặn nó xé lưỡi luôn á trời, ăn nó như là me vậy đó bạn. Me ăn như me nó chuyện mùi vốn không. Đây nè, mời các bạn nha. Cái này cắn vô cái hột nó chắc chắn nó đỡ chua hơn mà nó ngon hơn á. Mẹ này ăn cái hột luôn ngon hơn. Chua thì hơi nó hơi gòi luôn các bạn. Đây nè. Vừa chua mà vừa cay nó sướng lắm. Đây nè các bạn, mời các bạn nha. Trời nó chua. Thì các bạn xem video nãy giờ mà các bạn thấy video của mình hay cho các bạn cho mình xin một like nha. Anh nào chưa đăng ký kênh của mình á thì đăng ký kênh, bật chuông thông báo để khi mình đăng video mới thì các bạn sẽ được YouTube thông báo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Vừa nói chuyện mà vừa chảy nước miếng, có nói chuyện quá các bạn. Đây nè, sẽ ăn tiếp miếng nữa nha. Trời ơi, ăn hết trái me nó chua gì thì thôi nhé luôn á các bạn. Đây nè, mời các bạn nha. Trời ơi, nó chua.
quê mình thích ra đồng vậy đó các bạn, chứ đi ăn uống cái này cái kia ăn cũng ngán lắm. Cho ra đây ăn cái này nó không ngán nè. Tắt tay. Nó chua thì thôi nhé luôn. Không còn. Thì clip của mình đến đây cũng khá dài rồi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đã dành thời gian quý báu của các bạn á mà xem đến hết clip của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye.